Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ukraine cảnh báo nóng sau khi Belarus gia tăng hiện diện ở biên giới. Su 27 chiến đấu cơ mạnh nhất của Ukraine sắp biến mất. Ông Zelensky báo tin vui từ ông Trump, Ukraine đang cần điều gì ở cớt. Ukraine muốn dùng tên lửa tấn công Nga, Moscow phản công dồn dập ở cớt. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hãng tin Reuters cho biết Ukraine đã kêu gọi Belarus rút một lượng lớn lực lượng và thiết bị của Belarus được triển khai tại biên giới chung của hai nước. Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo Belarus không được phạm sai lầm bi thảm khi chịu áp lực từ Liên bang Nga, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus chấm dứt các hành động đối nghịch và rút quân khỏi phạm vi biên giới. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, trong trường hợp Belarus vi phạm biên giới quốc gia Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền tự vệ được bảo đảm bởi hiến trương của Liên Hợp Quốc. Thông cáo nhấn mạnh, tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở quân sự và các tuyến đường tiếp tế ở Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo quân đội Belarus tiến hành các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Belarus và cựu chiến binh Wagner nằm trong số lực lượng được triển khai ở biên giới, cùng với các trang thiết bị vũ khí như xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật. Số binh lực này được bố trí tại khu vực Gomen, gần biên giới phía bắc của Ukraine tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev chưa bao giờ và sẽ không có bất kỳ hành động đối nghịch nào chống lại người dân Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết, biên giới Belarus-Ukraine được gài mìn nhiều chưa từng có và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ cố gắng vượt qua biên giới. Cảnh báo nêu trên được ông Lukashenko đưa ra cùng với thông tin rằng Ukraine đã triển khai hơn 120.000 binh sĩ tại biên giới với Belarus còn về phía Belarus, nước này đã triển khai gần 1 phần 3 lực lượng vũ trang dọc theo toàn bộ biên giới. Ông Lukashenko không nói chính xác có bao nhiêu quân được triển khai dọc biên giới Belarus, nhưng theo báo cáo cân bằng quân sự năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 quân. Ngoài ra, nước này còn có khoảng 12.000 lính biên phòng. Liên quan tới việc Belarus tăng cường triển khai quân ở biên giới với Ukraine, hãng tin Reuters của Anh cho biết Kiev không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của họ, nhưng Kiev đã nói rằng họ không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Belarus sẽ tăng cường lực lượng tại biên giới. Hãng tin Reuters cho biết thêm, phát biểu nêu trên của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đưa hàng nghìn quân qua biên giới với Liên bang Nga tấn công vào tỉnh Kursk. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 25 tháng 8 cho biết Nước này đã chi khoảng 100 tỷ zloty, tức khoảng 26 tỷ đô la Mỹ, tương đương 3,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) viện trợ vũ khí sát thương và không sát thương cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Phát biểu với kênh YouTube Zero, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chia sẻ: "Chúng tôi thực sự đã cung cấp cho Ukraine rất nhiều thiết bị trong khả năng của mình. Phần lớn viện trợ cho Ukraine, cả về quân sự và nhân đạo, chiếm khoảng 3,3% GDP." trị giá khoảng 100 tỷ Zloty, trong đó có 12 tỷ viện trợ quân sự. Cũng theo ông Duda, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine gần 400 xe tăng, hàng trăm xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa, 10 máy bay MiG-29 và 10 trực thăng. Trước đó, Tổng thống Duda đã cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước. Hồi tháng 7, cựu đại sứ Ukraine tại Ba Lan và hiện là đại sứ tại Cộng hòa Séc. Ông Vasin Zavaric cho biết, Sava sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự thứ 45 cho Kiev, bao gồm một lượng đạn dược đáng kể. Đại sứ Zavaric nhấn mạnh, gói viện trợ thứ 45 cho Ukraine được triển khai. Ông cũng cho biết, Ba Lan đã tham gia vào hầu hết các sáng kiến nhằm tăng cường các năng lực phòng thủ cho Ukraine và đóng vai trò dẫn đầu trong một số sáng kiến như vậy. Ba Lan cũng đã chuyển giao cho Ukraine 10 máy bay chiến đấu MiG-29 và đang xem xét về khả năng tiếp tục tăng cường năng lực không quân cho Ukraine. Ba Lan nhiều lần tuyên bố rằng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ tháng 2 năm 2022. Nga liên tục cảnh báo các nước phương Tây không được cung cấp vũ khí cho Kiev và cho rằng chính sách này sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Warsaw. Ba Lan từng là một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, không tiếc tiền viện trợ quân sự cho Kiev và kêu gọi các quốc gia phương Tây khác làm theo. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, mối quan hệ Ba Lan-Ukraine dường như trở nên lạnh nhạt hơn. Phần lớn là do những rắc rối kinh tế nội bộ của Ba Lan, cũng như các cuộc biểu tình đang diễn ra của nông dân địa phương. Những người bị tổn thương bởi luồng nông sản giá rẻ từ Ukraine. Theo Bulgarian Military, một đoạn phim được công bố vừa qua cho thấy cảnh phá hủy một chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-27 của không quân Ukraine tại căn cứ không quân Mirgorod. Căn cứ này được cho là đã bị hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga nhắm tới. Trước đó, một đoạn video được quay từ máy bay không người lái đã cho thấy cảnh hai chiếc Su-27 bị phá hủy trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Vụ tấn công này cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hai chiếc khác. Su-27 là máy bay chiến đấu có năng lực nhất trong kho vũ khí của Ukraine, được đánh giá cao về độ bền và hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, những nỗ lực sử dụng loại máy bay chiến đấu này để không chiến trực tiếp với máy bay Nga đã liên tục dẫn đến tổn thất nặng nề cho Ukraine. Những tổn thất trên đã khiến Su-27 của Ukraine ngày càng khan hiếm và có nguy cơ biến mất hoàn toàn trên chiến trường Ukraine. Su-27 từng được coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu vào những năm 1980 và 1990. Ngày nay, chiếc máy bay này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi cạnh tranh với các phiên bản Su-27 hiện đại hơn của Nga như Su-30SM và Su-35. Các phi công Ukraine, những người từng có cơ hội lái cả Su-27 và F-16 của Mỹ đã đưa ra nhận xét rằng, nhìn chung, Su-27 vẫn là máy bay có khả năng hơn. Thật không may, có rất ít các quốc gia phương Tây vận hành loại máy bay này. Điều này đã hạn chế đáng kể khả năng bù đắp cho những tổn thất trong chiến đấu của Ukraine. Ngược lại, loại chiến đấu cơ nhẹ hơn và cấp thấp hơn MiG-29 cũng được thiết kế từ thời Liên Xô, nhưng có nhiều quốc gia đang vận hành hơn. Từ giữa năm 2022, Ukraine đã nhận được một số lượng lớn MiG-29 từ các nước NATO bởi nhiều nước thành viên của Liên minh, chủ yếu là các nước Đông Âu, đã từng mua nhiều MiG-29 trong thời kỳ chiến tranh lạnh vì vậy mà Ukraine có nguồn bổ sung đáng kể. Su-27 là một máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao do cục thiết kế Sukhoi của Liên Xô phát triển. Su-27 được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với F-15 IG của Mỹ và chủ yếu phục vụ trong vai trò chiếm ưu thế trên không. Máy bay đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa đổi trong những năm qua. Các đặc điểm kỹ thuật của Su-27 cũng gây được nhiều chú ý, bao gồm trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 33.000 kg và trần bay đạt 19.000 m. Chiếc máy bay này cũng được thiết kế với khả năng cơ động đặc biệt nhờ thiết kế khí động học và khả năng điều hướng lực đẩy. Su-27 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar n 001 mh cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không tầm xa, cũng như hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST để thu thập mục tiêu thụ động. Máy bay cũng có bộ tác chiến điện tử tiên tiến để tự bảo vệ. Hệ thống điều khiển trên Su-27 bao gồm hệ thống fly-by-wire giúp tăng cường độ ổn định và khả năng cơ động của máy bay. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số này cho phép xử lý chính xác các số liệu trong chiến đấu và giảm khối lượng công việc của phi công trong các thao tác phức tạp. Vũ khí của Su-27 tương đối đa dạng và mạnh mẽ, bao gồm một khẩu pháo 30mm GSh-30-1 với 150 viên đạn cùng với nhiều giá treo có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất. Các loại tên lửa phổ biến bao gồm R-27, AA-10 Alamo và R-73. AA-11 Acer để chiến đấu trên không cũng như bom dẫn đường và các tên lửa cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Tầm hoạt động của Su-27 rất đáng chú ý, với tầm bay tối đa có thể lên đến 3.530 km khi mang thêm các thùng nhiên liệu ngoài. Trong cấu hình chiến đấu thông thường, máy bay có tầm bay khoảng 1.340 km. Tầm bay mở rộng này cho phép Su-27 thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài và duy trì sự hiện diện đáng kể trong không phận có tranh chấp. Theo Sky News, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine, j .D. Vance, làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người hồi tháng trước. Ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine rằng Tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Trong khi đó, theo bài phân tích được trang Asia Times của ông Matthew Sussex, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Australia về chiến dịch đột kích của Ukraine tại vùng Kursk, việc Ukraine bất ngờ tiến vào vùng biên giới Kursk có thể xem như một bước đột phá về mặt chiến thuật và đem lại nhiều lợi thế cho Kiev. Ông Sussex cho biết, trong thời gian qua, người dân Ukraine đã phải làm quen với những thông tin ảm đạm từ tiên tuyến. Nhưng chiến dịch Kursk đã thay đổi tất cả lực lượng Ukraine đã thành công chuyển trọng tâm xung đột tới lãnh thổ Nga và truyền thông Ukraine đang liên tục đưa tin về khu vực này. Về mặt chiến thuật, quân đội Ukraine đã tập trung vào việc giành quyền kiểm soát các khu định cư như Suza, nơi tập trung hệ thống đường sắt và đường ống khí đốt quan trọng của Nga. Chiến lược này khiến Moscow gặp khó khăn trong việc viện trợ cho tiền tuyến, buộc phải điều động thêm lực lượng để bảo vệ biên giới. Qua đó, giảm bớt sức ép cho lực lượng Ukraine tại Donetsk và nhiều mặt trận khác. Ngoài một diện tích lãnh thổ đáng kể, Ukraina cũng bắt giữ thêm nhiều tù binh ở Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng việc có một lượng lớn tù binh sẽ làm Kyiv có lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán và có thể giúp Ukraina bổ sung lại lực lượng thông qua việc trao đổi. Về mặt chính trị, ông Siousix cho rằng chiến dịch ở Kursk đã giúp Kyiv tạo áp lực ngược lại cho tổng thống Vladimir Putin và các tướng lĩnh của Nga. Việc Moscow phản ứng chậm trước cuộc đột kích của Ukraine đã cho thấy một số vấn đề của quân đội Nga. Dù điện Kremlin sau đó đã có những động thái mạnh nhằm đẩy lùi đối thủ ra khỏi Kursk. Theo Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu tối ngày 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km ở vùng Kursk của Nga và kiểm soát thêm hai khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cũng cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn phá hủy Ukraine, song chiến sự đã quay lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết, sớm hoặc muộn, một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Tờ Guardian mới đây dẫn lời các quan chức cấp cao tại Kiev tiết lộ Ukraine muốn tiến hành cuộc tấn công mang tính thuyết phục nhằm vào các mục tiêu gần Moscow hoặc xanh Petersburg của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để thúc đẩy điện Kremlin đánh giá lại, mặc dù Mỹ vẫn chưa ủng hộ kế hoạch này. Theo Guardian, Kiev suốt nhiều tháng qua đã vận động hành lang cho chiến lược mang tính rủi ro cao nói trên với hy vọng thông qua đòn tập kích vào sâu lãnh thổ có thể thuyết phục Nga đàm phán chấm rút kế hoạch quân sự ở Ukraina. Trước đó, tờ Times đưa tin các bộ trưởng trong chính phủ Anh đã yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraina sử dụng tên lửa Storm Shadows do Anh và Pháp phát triển để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Hồi tháng 7, tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết chính phủ mới của anh đã cho phép quân đội Ukraina sử dụng tên lửa Storm Shadows để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã phủ nhận tuyên bố đó. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc gần đây đã xác nhận thông tin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công lãnh thổ Nga. Nhấn mạnh đây là một phần trong quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, ở Kursk, Nga vẫn đang phản công dồn dập từ nhiều hướng, bào mòn binh lực Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk ở biên giới, khiến đối phương mất hàng chục binh sĩ trong một ngày máy bay quân đội Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga và vùng Sumy của Ukraine trong một ngày. Mặc dù trước đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố chiến dịch của Kiev tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Lực lượng chính quy của Ukraine từng vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào tỉnh Kursk của Nga. Nhưng theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã mất hàng trăm binh sĩ ở Kursk trong một ngày gần đây, đồng thời tuyên bố chiến dịch tấn công quân đội Ukraine vẫn tiếp tục. Tàu tuần dương Kirov của Liên Xô là loại tàu chiến lớn nhất thế giới được chế tạo sau Thế chiến thứ hai. Dựa trên kích thước và vũ khí được trang bị, các tàu Kirov – thường được xếp vào lớp tàu tuần dương chiến đấu. Lớp Kirov có tất cả các phẩm chất cần có để trở thành một chiếc tàu chiến đáng gờm, nhưng hiệu quả hoạt động trên thực tế của chúng lại bị hạn chế. Moscow chỉ đủ sức duy trì một chiếc tàu Kirov còn lại trong bối cảnh hạm đội hải quân của họ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Khi nghiên cứu để phát triển tàu tuần dương lớp Kirov, các quan chức Liên Xô nhấn mạnh rằng lớp tàu này phải có khả năng chống lại hạm đội tàu ngầm của Mỹ. Cụ thể, Liên Xô yêu cầu lớp thiết giáp hạm mới phải có khả năng mang theo một lượng lớn tên lửa chống ngầm SSN-14 và sau đó là tên lửa chống hạm P-700 Granite. Cuối cùng, hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa Granite được NATO định danh là SSN-19 Shipwreck đã trở thành vũ khí chính của tàu Kirov. Tên lửa Shipwreck được phát triển vào những năm 1970 để thay thế cho tên lửa P-70 Amethyst và P-120 Malachite cũ của Liên Xô. Do chúng có tầm bắn ngắn, khi Hải quân Mỹ xây dựng các nhóm tác chiến tàu sân bay, việc phát triển một hệ thống tên lửa được cho là phù hợp hơn với điều kiện của Liên Xô khi đó. Lớp Kirov được đặt tên để vinh danh chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu chiến được đóng trong chiến tranh lạnh. Mặc dù Hải quân Liên Xô đã có kế hoạch đóng ít nhất 5 chiếc tàu chiến tuần dương như vậy, nhưng sự sụp đổ của Liên Xô đã cản trở mục tiêu này. Kirov, chiếc tàu dẫn đầu của lớp bắt đầu được đóng vào giữa những năm 1970 tại xưởng đóng tàu Hải quân Bantysky, ở thành phố Leningrad. Đến năm 1980, tàu chính thức được đưa vào hoạt động và được các thành viên NATO đặc biệt danh là Baltic Combatant 1, Bancom. Frunze là tàu thứ hai trong lớp được hoàn thành. Tiếp theo là Kalinin, nay là Đô Đốc Nakhimov và Yuri, nay là Pyotr Veliki. Những chiếc tàu này đều sử dụng năng lượng hạt nhân. Chúng được thiết kế để trang bị nhiều loại cảm biến, bao gồm radar kiểm soát hỏa lực, radar tìm kiếm trên không, trên mặt nước và sonar gắn trên thân tàu. Hệ thống đẩy của tàu tuần dương Kirov sử dụng cả năng lượng hạt nhân và tua bin hơi nước. Về mặt lý thuyết, cho phép tàu có thể đạt tốc độ tối đa 31 hải lý một giờ. Trong khi hai tàu chiến lớp Kirov đầu tiên đã được đưa vào chế độ nghỉ hưu, thì tàu đô đốc Nakhimov đã được chọn để trải qua quá trình hiện đại hóa vào năm 2006. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, chiếc tàu tuần dương này sẽ quay trở lại hoạt động vào một thời điểm nào đó, nhưng chưa xác định cụ thể. Một số chuyên gia tin rằng lớp tàu chiến này sẽ không bao giờ ra khơi nữa. Hãng thông tấn TASS cho biết tàu sẽ tái gia nhập hạm đội được trang bị tên lửa chống hạm Zikron và phương tiện lướt siêu thanh Afgak. Tốc độ siêu thanh của Zikron sẽ khiến con tàu này trở nên cực kỳ nguy hiểm bởi nó có thể xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây. Các nguồn tin của Nga khẳng định rằng Zikron có thể di chuyển với tốc độ Mach 8 gấp 8 lần tốc độ âm thanh. Zikron hiện được xem là loại tên lửa nhanh nhất thế giới đang được biên chế. Sự bổ sung này sẽ giúp tàu đô đốc Nakhimov hồi sinh và trở lại biển cả với sức mạnh mà nó từng được biết đến. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa AGM-158 GASSM để tích hợp vào tiêm kích F-16. Mặc dù quyết định chưa chính thức được thông qua, nhưng có lẽ đây chỉ là vấn đề thời gian, bởi đã thành thông lệ trước mỗi khi cung cấp một loại vũ khí mới cho Ukraine thì Mỹ lại có động thái chuẩn bị truyền thông như vậy. Bên cạnh đó, việc Mỹ cân nhắc chuyển giao loại tên lửa hành trình nguy hiểm này xuất hiện vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột Đông Âu khi Ukraine đã có những tiến triển trong các hoạt động trên bộ trong lãnh thổ Nga. Tên lửa hành trình không đối đất tầm xa AGM-158 JASSM do hãng Lockheed Martin phát triển là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu mọi việc suôn sẻ và chính thức nhận được tên lửa hành trình AGM-158 GASSM, không quân Ukraine sẽ có khả năng tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại với mức độ hủy diệt và độ chính xác rất cao. Đây sẽ là điều khiến Nga phải cực kỳ lo ngại. Với tên lửa AGM-158 GASSM, tiêm kích F-16 Ukraine sẽ trở nên mạnh vượt trội khi có khả năng tung đòn tấn công hủy diệt tầm xa từ ngoài vùng bảo vệ của các hệ thống phòng không Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ngoại giao phức tạp liên quan nếu quyết định chuyển giao vũ khí này. Tên lửa tàng hình AGM-158 GASSM là sự nâng cấp từ AGM-154 GSOVK. Vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không điểm này chính thức được đưa vào thành phần tác chiến của không quân Mỹ từ giữa thập niên 1990. AGM-158 GASSM thực chất là một loại tên lửa hành trình có khả năng lẩn tránh radar, được trang bị động cơ phản lực với tầm hoạt động rất xa, đủ sức qua mặt mọi hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể, tên lửa hành trình AGM-158 JASSM được trang bị động cơ phản lực Teledai CAE J402 cho phép hoạt động trên một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu hơn những vũ khí đời cũ. Thân tên lửa được thiết kế với khả năng tán xạ sóng radar cùng các biện pháp che chắn hồng ngoại tiên tiến, khiến nó rất khó bị phát hiện từ xa bởi các hệ thống radar cảnh giới hay quang điện tử. AGM-158 tích hợp hệ thống điều hướng rất tinh vi, kết hợp dựa dẫn đường quán tính INS, cập nhật dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS, đi kèm bộ cảm biến hồng ngoại cho việc tìm kiếm và khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối. Tầm bắn 370 km của tên lửa sẽ cho phép các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào các địa điểm xa phía sau phòng tuyến của Nga, tăng tính linh hoạt trong hoạt động và giảm rủi ro cho các máy bay của Ukraine. Quyết định cân nhắc chuyển giao JASSM này có thể đặc biệt quan trọng vì nó diễn ra trong những tháng cuối nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, tương lai hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa chắc chắn. Nó còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới. Thêm một động thái liên quan, không quân Mỹ gần đây đã trao một hợp đồng trị giá 130 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Lockheed Martin để tăng sản lượng JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM động thái này cho thấy một nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội mỹ nhằm thúc đẩy tính khả dụng của các hệ thống tên lửa tiên tiến này